Ok, hello everyone. Chào các bạn. Yes, rất vui được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Đã bao giờ các bạn nghe được ai đó nói với mình một câu "But for you, I would be nothing." Các bạn đã bao giờ được nghe câu đấy chưa ạ? Yes. Nếu không có em hoặc là nếu không có anh thì em hoặc anh sẽ không là gì cả. Đã ai nói với bạn câu đấy chưa ạ? Ok. Oh, very good. Có đúng không? Ok. Thế thì có bạn nào tự hỏi là cái cụm từ "but for" trong tiếng Anh mình dùng như thế nào không ạ? Yeah, but for có nghĩa là nếu không thì. Ok. Và trong buổi ngày hôm nay thì Mission sẽ giới thiệu với các bạn cách dùng cụm từ but for. Ok, là sự kết hợp của từ but có nghĩa là nhưng và từ for có nghĩa là vì hoặc là cho. Ok, nào, cấu trúc đầu tiên. Number one, but for cộng với danh từ, cụm danh từ. Và sau đó là một mệnh đề chính ở đằng phía sau. For example, ví dụ, but for your help I couldn't get this job. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, tớ đã không nhận được công việc này. Ok, đó là but for cộng với cụm danh từ. Ok, your help ở đây là danh từ, đúng không ạ? À, cấu trúc thứ hai, but for the fact that, mệnh đề, comma, mệnh đề. Yes, ví dụ, but for the fact that my teacher is busy now, she would come to the class. Ok, ở ví dụ này, ở công thức này thì chúng ta có thể dịch ạ. Nếu không vì là cô giáo tôi bận lúc này thì cô giáo tôi đã đến lớp. But for the fact that cộng với một mệnh đề và sau đó là mệnh đề tiếp theo. Mệnh đề tiếp theo được gọi là mệnh đề chính. Ok, như vậy là thông qua video ngắn này thì Mỹ Trung đã giới thiệu với các bạn cách dùng của từ but for. Yes. À, trong cùng theo dõi để biết thêm được các thông tin về cụm từ but for khi dùng ở câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3 trong các video tiếp theo của Miss Dung nha. Ok, yes, thank you. Like, comment and subscribe. Thank you, bye bye.